thưa quý vị bệnh lý thoát vị đĩa đệm và thoái hóa cuộc sống ngày càng phổ biến đây cũng là nguyên nhân gây ra những cơn đau kéo dài âm ỉ khiến cho người bệnh gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống hơn nữa bệnh thì ngày càng có xu hướng trẻ hóa trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp thì việc người dân đến chữa trị tại các cơ sở y tế gặp nhiều khó khăn. Hiểu được điều này từ ngày 20 tháng 12 năm 2021 đến 15 tháng 1 năm 2022, công ty cổ phần tập đoàn Y Dược 5TP tổ chức các chương trình giao lưu giới thiệu phương pháp chữa bệnh và phát triển cơ sở điều trị cho người bệnh thoái hóa và thoát vị điện đệm tại 10 tỉnh thành trên cả nước. Cao Bằng, Hà Nội, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa là các tỉnh thành phố, công ty cổ phần tập đoàn Y Dược 5TP tổ chức các chương trình giao lưu, giới thiệu phương pháp chữa bệnh này và cùng với địa phương hợp tác phát triển các cơ sở điều trị cho người bệnh thoái hóa và thoát vị đĩa đệm. Tại các buổi giao lưu, chuyên gia Nguyễn Văn Công cùng các y bác sĩ sẽ giới thiệu đến mọi người dân phương pháp điều trị thoát vị đĩa đệm 5TP bằng cam, hiệu quả cao, đơn giản, tiết kiệm chi phí, điều trị tại chỗ với 7 thiết bị hỗ trợ chuyên dụng, máy bấm huyệt tự động, máy rung cong lưng, máy kéo giãn cột sống lưng, con lăn rung lưng cổ, máy kéo giãn cột sống cổ, phao bơi, giường đá muối hồng ngoại. Đây là phương pháp giải quyết 5 vấn đề cốt lõi để cột sống được cân bằng, cơ khỏe mạnh dẻo dai, giảm áp lực cho đĩa đệm, khí huyết được lưu thông, hệ xương được khỏe mạnh, điều trị từ gốc rễ vấn đề, mang lại hy vọng mới cho người bệnh thoát vị đĩa đệm.